Mến chào các bạn, thì nông cơ Hiếu mới vừa về một số cái máy, mà cái máy phun vôi các bạn nha. Có loại to lớn vậy cũng có nè. Con này là BS40L Văn Ma, hàng này rất là hệ nha. Đó, nhưng mà hàng này biết sao không? Cái này thí dụ như có anh em lái nào mua thì quất hết lô, bán hết lô luôn. Còn bán lẻ thì máy này nó thiếu tay, nó thiếu ống đồ tùm lum hết. Thì nếu mà anh em lái thì tính theo cái giá lái, mua hết lô luôn. Còn mua lẻ thì tính theo cái giá lẻ. Thì nó từ dưới 1 triệu. Từ 500 đến 1 triệu. Nói tóm lại là vậy. Đó. Nói chung mấy này bình thì không bể, bình đồ còn hết nha các bạn nha. Nguyên lô này bình đồ ngon lành đàng hoàng. Thông thường mấy thằng xịt vôi này hay bị bể bình lắm, nhưng mà mấy này thì không bị. Đó, không bị. Xịt vôi vừa thổi lá. Con này con bơm thuốc. Con này bơm thuốc T130. Úi da, con này hơi hám, còn ngon lành ha. T130. Ôi cha, bơm nhôm luôn tay. Bơm thứ dữ luôn á. Bơm nhôm có đồng hồ áp luôn à. Con này dữ á. Đầu nhôm nè, con này đầu này gắn máy cắt cỏ được luôn nè. Rồi, đây thì mình thấy có con gì? ID510 Isuki. Ồ, con này dữ ta. Rồi, còn đây là có con 500. Nhãn hiệu gì, chữ Tàu không biết, chữ Trung Quốc không biết, quên, chữ Nhật không biết. Đó, nhưng mà khá đẹp ha. Con này cũng còn đẹp nè. Bình đồ không bể nè. Rồi, ở đây thì mình thấy có con Mitsubishi TL130. Rồi, đây, bơm nè. Bơm có ấy luôn. Hai con Mitsu ta. Con Mitsu 130. 130, hai con TL130. Rồi, con kia con Robin RS233. Cũng bơm xịt luôn. Rồi, bơm xịt luôn, RS233 ha. Ngon lành cành đào. Robin RS233. S233. Rồi, đây có con máy phun vôi ha, MD20CE ha. Komatsu. Còn con này là con gì ta? Kyorit 350. Kyorit 350. Rồi, con này là con gì đây? Con này bị thiếu bu lon hả? Con MD155 Kubota. MD155. Con này con Kyorit nè. Kyorit mấy đây không biết. Rồi, con này con gì đây? MAM410. Nhãn hiệu gì? Của Nhật á. Con này giống Kyorit cái dòng cái gì Makita gì đó, kiểu kiểu đó. Con này con gì? Echo Kyorit G25 là con gì đây? TG 25. Con con này con này con bơm luôn. Robin RHS nè. 5251. 251. Rồi, anh em nào thích con nào thì xào con đó. Mua con đó. Con máy xăng hả? Máy xăng. Có đề đầy đủ. Hai chai máy, máy nằm, máy đứng ta? Mày là hai máy. Hả? Hai máy. Mà máy nằm đúng không? Năm, không mấy đứng xuống vậy chứ lập gì? Hả? Mấy dài hả? Hai mày mày xéo á. Hai mày đê đâu đây đâu. Hai mày xéo có cục đê luôn. Có cục đê luôn, đê cục là bia mô luôn. Bia mô luôn.
bao nhiêu? 2 chai. 2 chai hả? Rồi, ô thì kim kê. Rồi, anh em nào muốn mua thì cứ alo cho anh Hiếu nha. Số điện thoại thì mình bấm vào phần phía bên phải của tiêu đề, trong phần mô tả video nha các bạn nha. Con này nòng OHV ha. OHV có đề đồ luôn. Hả? Con này có mấy cắt cỏ? 10 mấy ngựa. À, 10 mấy ngựa hả? 10 người trở lên. À, con này xài nước thôi, giải nhiệt bằng nước thôi hả? Xài nhiệt bằng nước đây nè, có bơm nè. Ừ, có bơm nước nè, mà lấy máy xăng ta. Ồ. Rồi, ok rồi, xin kính chào.